Hello, Mê Lịch xin chào cả nhà. Hôm nay mình xin chia sẻ cách làm muối ớt Tây Ninh. Đấy, các bạn nhìn này, cái màu rất là đẹp mắt. Đấy, mình làm muối ớt này mình có thể giữ được lâu. Và mình chấm cùng những trái cây mình ưa thích. Đơn giản, dễ làm. Bây giờ mình bắt tay vào làm nhé. Ok, đây là cái nguyên liệu để mình làm muối ớt Tây Ninh. Đây, mình có cà rốt mình sắc nhỏ này. Các bạn sắc nhỏ hay sắc hạt lựu cũng được ha. Cà rốt 120 g, Tỏi 80 g. Ớt, ớt này cay. Mình lại cho cái 5 trái rồi này. 5 trái khoảng 10 g ấy các bạn. Và mình sử dụng muối hạt ha. Muối hạt 1 pound. 1 pound có chừng 450 mấy gram ấy. Và đây cái gia vị mình tí mình cho vô luôn. đường cát 5 thìa canh. Bột ngọt Mê Lì không có muốn ăn bột ngọt nhưng mà không có thì nó không có ngon, thì Mê Lì cho tí xíu thôi, cho chừng nửa thìa canh. Hạt nêm 1 thìa rưỡi canh. Ok, đáng lẽ là bột ngọt và hạt nêm cho bằng nhau nhưng mà Mê Lì cho ít hơn. Đấy, tùy các bạn thôi, các bạn thích ăn nhiều thì cho nhiều ha, bột ngọt tức là mì tinh đấy. Mê Lì cho có nửa thìa canh thôi. Rồi bây giờ mình sẽ cho những thứ này vô cái máy xay mình xay ha. Nếu mà cần nước thì mình cho tí xíu nước vô mình xay, nhưng mà đừng có cho nhiều quá. Khi mình rang nó sẽ lâu hơn và mất thời gian lắm. Ok. Giờ mình cho vào cái xay. Ớt, tỏi mình xay chung hết luôn. Rồi một tí xíu mình rang lên. Gia vị cũng cho vào luôn. Muối, muối hột. Mình để cho tí xíu nước vào. Mình sẽ đậy nắp lại và mình xay ha. Mình để cho tí nước vô để xay cho dễ xay các bạn. Thì sau khi xay xong thì mình đổ nó ra một cái chảo hay một cái nồi để tí nữa mình rang nhé. Đấy, các bạn nhìn thấy cái màu đẹp chưa? Xíu thì mình cho rang giữa riu riu thôi, đừng có bật lửa to quá nó sẽ cháy. Ok, sau khi mình đổ ra từ cái máy xay là mình bây giờ mình bắt lên bếp này. Bắt lên bếp để lửa riu riu thôi các bạn nhé. Rồi mình rang rang cho đến khi nào nó khô thôi, để lửa riu riu. Các bạn sau 10 phút nó được hơi kẹo kẹo lại một tí xíu thôi này, nhưng mà mình nên khuấy liên tục nhé, khuấy liền tay luôn đó các bạn, không có nên ngừng nhé. Ngừng tay một cái là nó bị kiểu mà bong bóng nó nổ lên, nó bắn lên trên mặt mình, mắt mình luôn đấy. Cứ khuấy liên tục như vậy này, đấy giờ được 10 phút rồi, hơi sền sệt lại rồi này, mình cứ tiếp tục mình khuấy cho đến khi nào nó khô luôn. Ơi các bạn à, mình khuấy nãy giờ này, đảo nãy giờ không dùng tay luôn đấy, bây giờ nó mới khô được như vậy này. Vẫn còn hơi ẩm ẩm đó các bạn. Quên, mình sang qua cái chảo to hơn này, cái nồi bé quá, khi mà nó gần gần khô để cái nó bung ra các bạn, nó bung ra mình không có chỗ để mà mình khuấy mình đảo nữa, cho nên bắt buộc phải sang qua cái chảo to hơn để cho rộng chỗ mình có thể mình đảo. Đấy, cũng gần khô rồi, mình ráng đợi tí xíu nữa rang cho nó khô luôn ha. Khô thật khô rồi mình để nguội, sau đó mình mới cho vào hũ mình bảo quản ha. Nếu mình làm khô rồi mình cho vào hũ và mình để ngoài không cần tủ lạnh đâu các bạn ơi. Khi nào mà một khi nó khô rồi thì không sao cả. Mình cứ việc để cho vào hũ, nhưng mà nhớ để cho nó nguội thật nguội rồi mới cho vào hũ nha. Rồi để kín nắp lại, để ngoài bảo quản thôi. Giờ nó còn chút xíu là mới khô, mới đi ráng đảo cho nó khô luôn ha. Rồi cuối cùng mình cũng đã rang xong rồi các bạn này. Đấy, rất là khô luôn. Đấy, như bây giờ đổ nó sang nó qua cái dĩa như thế này. Cái nó còn nóng mình để trong chảo thì nó cháy nha. Cái chảo còn nóng ấy thì nó vẫn cháy.
Nếu mà để trong chảo thì mình phải đảo hoài. Cho nên khi mà mình cảm thấy nó khô rồi này thì mình đổ nó ra ngoài, đổ nó ra cái dĩa hoặc cái bowl gì đó. Là bây giờ mình chỉ cần để cho nó nguội thôi, thật là nguội về rồi mới cho vào hũ. Ok. Đây các bạn ơi, mình đã cho vào cái hũ này. Một phao muối làm được một hũ như thế này. Cái hũ các bạn cũng nhớ là rửa sạch để cho ráo ha. Đấy, mỗi thứ đều ráo hết. Cho vô như vậy thì mình mới có thể bảo quản được lâu hơn. Đấy, được một hũ như vậy. Và tí nữa mình có thể mình có thể dùng bữa chấm ăn cùng này. Mình có một hũ muối để mà ăn trái cây đây. Rất là ngon luôn các bạn, rất là tuyệt vời. Ok. Rất là dễ làm mà phải không? Nhưng mà có một cái là cái đoạn mà rang muối thì nó hơi lâu tí xíu, mình phải kiên nhẫn. Ok. Rồi, như vậy nhé. Rồi Milly xin tạm kết thúc video đây nhé. Milly cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Nếu các bạn nào thích video xin nhấn cho Milly một like ha, để mà ủng hộ tinh thần. Ok, cảm ơn nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở những video tới nha. Bye bye.